Sáng nay ngày 1 tháng 8, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Trinh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thành Quá, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ chức vụ bí thư huyện ủy Thanh Quá nhiệm kỳ 2020-2025 và điều động đến Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công tác chỉ định tham gia đảng đoàn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, điều động đồng chí Đỗ Thị Kim Thấm, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đến Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công tác và chỉ định tham gia đảng đoàn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, điều động ông Lê Thanh Đông Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, đồng thời điều động đồng chí Trương Hải Đăng, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đến huyện Quỷ Tân Hưng công tác và chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư huyện Quỷ Tân Hưng nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong đợt này, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đã trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành thôi tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ, chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 và điều động đến ban tổ chức tỉnh quỹ công tác bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ thời hạn bổ nhiệm là 5 năm chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Quyện Quỹ Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ định đồng chí Lê Xuân Khang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Quyện Quỹ Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Sang, Phó Chánh văn phòng Quỹ ban nhân dân tỉnh, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành Quỹ Tân An, nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Phát biểu giao nhiệm vụ Bí thư tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là những cán bộ có tâm có tầm có tài cán bộ trẻ cán bộ nữ bí thư tỉnh quỹ bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí được điều động nhận nhiệm vụ mới và mong muốn các đồng chí quyết tâm quyết liệt đổi mới sáng tạo quán triệt tinh thần năm thật bảy giám chỉ bàn làm không bàn lùi cùng tập thể nơi công tác mới đoàn kết đồng tâm hiệp lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư tỉnh quỹ các cán bộ mới được phân công điều động luân chuyển bổ nhiệm đợt này hứa sẽ không ngừng học hỏi nỗ lực cố gắng tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao